Anh chẳng yêu mù nàng, anh chẳng yêu mù nàng. Anh đến mà chi ở đây hỡi nàng, nàng ơi, nàng ơi. Vâng, và lời đầu tiên xin hân hoan chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các anh các chị đã có mặt tại hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương được tổ chức bởi Công đoàn Bộ Văn hóa, Thao và Du lịch ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ nhằm đổi mới công tác nữ công hiệu quả, thiết thực theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, được sự đồng ý của Đảng ủy và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương với mong muốn tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, đồng thời thông qua hội thi giúp cho đoàn viên, người lao động có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống để luôn giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc của gia đình. Và một lần nữa đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để cùng chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Đặc biệt xin chào đón tất cả các anh chị đoàn viên thuộc Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có mặt ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng. Và bây giờ có lẽ chúng ta đã nhìn thấy năm bàn tiệc rất đặc sắc, đầy màu sắc của năm khối trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Vậy thì ngay sau đây, tôi xin được thay mặt ban tổ chức xin được công bố một thành phần vô cùng quan trọng sẽ giúp cho ban tổ chức tầm cân đẩy mực chọn ra những bàn tiệc đẹp nhất để trao giải trong hội thi nấu ăn của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nổ những vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón thành phần ban giám khảo trong cuộc thi nấu ăn ngày hôm nay. Một, bà Nguyễn Thị Bích Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo của chúng ta đấy ạ. Hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Thái Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ. Chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để cùng chào đón ban giám khảo ông Khuất Văn Quý, Phó vụ trưởng vụ gia đình. Vị giám khảo thứ tư, tôi xin trân trọng giới thiệu và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của giám khảo Đỗ Việt Cường, giảng viên trường cao đẳng du lịch Hà Nội. Và vị giám khảo cuối cùng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tuyển, giảng viên trường cao đẳng du lịch Hà Nội. Và bây giờ xin mời bà giám khảo của chúng ta sẽ trở về vị trí làm việc, âm nhạc hãy nổi lên và bên... Sau 1 tiếng 30 phút, tất cả năm khối của chúng tôi đã rất hăng say, rất nỗ lực và thể hiện hết những năng lực của mình để trình bày cho tất cả quý vị, đặc biệt là ban giám khảo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chị hy vọng rằng là ban giám khảo sẽ hiểu được những cái thông điệp chấm giải đơn vị khối điện ảnh dành cho tất cả mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ hãy vững để thuyết trình những phần mà mình mong muốn, mời chị ạ. Kính thưa ban giám khảo, chúng tôi rất tâm đắc với chủ đề của hội thi ngày hôm nay là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Và đối với người Việt và văn hóa Việt Nam thì bữa cơm hàng ngày rất quan trọng. Nó không chỉ là để ăn mà để nơi để chia sẻ. Khi trẻ miếng nạc miếng xương, về già miếng thịt mỡ thái vuông con cờ. Và đây là món ăn đầu tiên là thịt mỡ chấm mắm tép. Chúng tôi xin gửi đến những tình cảm chân thành nhất đến những bậc sinh thành của thế hệ ông bà. Và món thứ hai là chúng tôi gửi đến là món trứng ướp vân mây, là dành cho lứa tuổi thiếu nhi, cũng rất đầy đủ chất dinh dưỡng. Và món ăn này là các cháu thiếu nhi rất thích đấy ạ, rất dễ làm. Và thưa ban giám khảo, người ta thường nói đảm đang tôm giang hàng mỡ, là nói đến chị em phụ nữ chúng mình ạ. Thì chúng tôi xin thể hiện món tảm đang tôm giang thành của chúng tôi ạ. Hoàn toàn bằng nguyên liệu tươi, sáng nay tôi mới ra chợ mua tôm mà tôm vẫn còn dễ đầy này. Và ăn kèm với rau củ quả xào, có thèm rau ngũ quả xào và có thịt bò thêm ạ. Và thưa ban giám khảo, điểm nhấn ngay của chúng tôi là món canh dâu tôm nấu với sụt bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon ạ. Những cái nguyên liệu ví dụ như ruột bầu, dâu tôm thì thông thường chúng ta sẽ là những cái phế phẩm để bỏ đi,
Nhưng với những bàn tay khéo léo của các chị em khối điện ảnh thì lên được một món canh. Và trong món canh này nó thể hiện được là cái sự đồng vợ, đồng chồng. Thì kể cả là dâu tôm hay là bất kể một món ăn nào đó, nếu có sự đồng vợ, đồng chồng, có sự tình cảm, sự chia sẻ, yêu thương thì món ăn đó nó cũng sẽ thành món cao lương mỹ vị ạ. Và em xin lỗi, em hơi run một tí vì nó không phải là nghề của em. Đấy, đổ một tràng pháo tay được chưa? Và không, khối điện ảnh em làm vừa làm kỹ thuật ạ, cho nên là em cũng không quen nói. Và chúng tôi đã tận dụng những cái nguyên liệu này để làm nên cái món ăn, món canh này. Ăn kèm với cả cà pháo muối, mà nhất là mùa hè chuẩn bị đến rồi thì rất là tuyệt vời ạ. Và xin kính mời ban giám khảo và quý vị thưởng thức món trà sen hồ. Anh chưa đổi chiếc nón và mọi sẽ đã mấy hẹn mấy hồ. Đầu tiên phần thi thuyết trình, chúng ta sẽ cùng mời phần thi của khối nghệ thuật biểu diễn. Hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể các bạn, gia đình là nơi tốt nhất để chúng ta tìm kiếm sự bình yên, là nơi tốt nhất của gia đình để xem một nền tảng gia đình ấm êm. Nói đến hai chữ gia đình, chúng ta không thể không nhớ đến bữa cơm gia đình đoàn tụ sau những ngày lao động, học tập, vất vả. Từ xưa, chúng ta thường quan niệm rằng phụ nữ là chỉ lấy chồng, sinh con và công việc tề ra nội trợ. Nhưng trong cuộc sống hiện đại hiện nay thì hoàn toàn khác đổi. Chị em phụ nữ đẹp lắm, tài lắm, giỏi lắm và có đầy sự kiêu hãnh với bạn bè quốc tế. Trong công tác quản lý, nhiều chị em phụ nữ đã từng và đang làm những công việc rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Xã hội đã thay đổi, thì những đồng chí nam giới của chúng ta hiện nay đang cùng chung tay góp sức để làm sao giữ gìn mái ấm gia đình hạnh phúc, cùng chung nhau bảo ban con cái, không những thế còn cả công việc bếp núc. Và hôm nay hưởng ứng cuộc thi nấu ăn bữa cơm gia đình mái ấm yêu thương, ấm áp yêu thương, đội nam chúng tôi biểu diễn gồm 5 đồng chí: đội trưởng Văn Khắc Bình, anh Trần Mạnh Cường, anh Nguyễn Chí Thanh và anh Lê Minh Tuyển và anh Đỗ Mạnh Hà. Chúng tôi xin được trình bày một mâm cơm mang biểu tượng gia đình vui vẻ và đoàn tụ, với một mâm cơm 6 người ăn với 3 thế hệ ông bà, bố mẹ và con nhỏ, để làm sao đầy đủ các chất dinh dưỡng. Xin được giới thiệu về mâm cơm của đội mình ạ. Sau đây thì phần thuyết trình giới thiệu mâm cơm của khối di sản văn hóa cơ sở xin phép được bắt đầu. Xin được chào tất cả các anh các chị, các bác ạ. Cảm ơn các anh các chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua, trong những buổi live stream trước. Và hôm nay thì em xin live stream để chia sẻ về mâm cơm của gia đình em ngày hôm nay ạ. Mâm cơm hôm nay thì em đi chợ đầu mùa có rất là nhiều món tươi ngon và em đã quyết định nấu những món ăn dân dã dành cho gia đình mình, bao gồm có món cá quả diêm tiêu, thịt bắp chân giò luộc ăn với canh cua, đậu tẩm hành, rau bí xào tỏi và ăn kèm với rau sống ạ. Xin chào chị Nga Nguyễn ạ. Nhiều món ngon nhưng có vẻ hơi ít dinh dưỡng. Dạ vâng ạ, chị Nga Nguyễn đề kháng. Và đặc biệt là những món em nấu ngày hôm nay thì dùng những gia giảm ai cũng biết, đó là gừng tươi, tỏi tươi, xào rau, thì ăn trộn với bữa cơm thì sẽ giúp cho mọi người trong gia đình đều nâng cao được sức đề kháng ạ.
dịch bệnh không kiếm được ra tiền mà ăn như thế này thì tốn kém lắm. Dạ anh Mạnh Hùng ơi, anh đừng lo lắng ạ. Hôm nay em đã đi chợ chỉ mua hết có chưa đến 500 ngàn và em còn thừa tiền mua được mấy cành loa kèn để cắm trang trí trong gia đình rất là đẹp ạ. Đến mùa loa kèn rồi các chị ạ. Vâng, bộ đồ ăn đẹp quá. Xin cảm ơn chị Phương Thảo ạ. Là một công đoàn viên trong ngành di sản thì hơn ai hết em hiểu được rằng di sản chỉ có thể tồn tại khi nó được sống trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay em nấu những món ăn dân gian. Đồng nghiệp, hôm nay khối doanh nghiệp của chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được tham dự bữa hội thi với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương do công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 8 tháng 3 và ngày được quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều mong ước có một cái cơ thể khỏe mạnh. Và cái cơ thể khỏe mạnh đó nó được hội tụ bởi rất nhiều sự yếu tố, nhưng dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi bữa ăn. Và bữa ăn gia đình luôn luôn là cái nơi mà nơi là đầm ấm hạnh phúc và cung cấp các bữa ăn cần thiết cho cơ thể, sức khỏe cần thiết cho cơ thể. Thế thì cuộc sống bận rộn và hối hả luôn đã khiến cho nhiều bữa cơm dinh dưỡng trong gia đình bị thay thế bởi những bữa ăn ngoài nhà hàng rất là hối hả và chóng vánh, khiến cho nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn thực phẩm. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, khối doanh nghiệp của chúng tôi đã cố gắng mang hết cái đủ các chất như là chất đạm, chất bột, chất khoáng, chất xơ, vitamin cần thiết cho sức khỏe. Vì thế chúng tôi đã có lựa chọn được 8 loại món ăn và chúng tôi với cái cố gắng làm sao để mà cân bằng được tất cả các vị và đem đến một cái đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế thì cũng xin giới thiệu với ban giám khảo, đây là món đầu tiên, đó là món tôm hấp gừng sả. Tôm thì nó cung cấp rất nhiều những cái chất protein và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nó có canxi, có kẽm, có kali, có B12. Nó giúp cho hệ xương và giúp cho cái hệ... sức khỏe, hạnh phúc và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Thực sự là chúng tôi là những người giới thiệu cuối cùng. Áp lực rất lớn, thực sự rồi. Đến giờ tôi cũng rất run khi đứng trước ban giám khảo đây ạ. Xin được giới thiệu, tôi là Trần Nhật Linh. Xin thay mặt đội tuyển của Cố Tham Mưu Quản lý Nhà nước giới thiệu về mâm cơm của chúng tôi. Kính thưa ban giám khảo, trong văn hóa Việt Nam thì bữa cơm gia đình từ lâu đã được coi là một biểu tượng quan trọng của hạnh phúc của gia đình. Vì vậy, chúng ta cần phải biết giữ gìn bữa cơm gia đình. Chúng ta, người ta thường nói rằng bữa cơm gia đình cũng giống như là ngọn lửa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nếu mất bữa cơm gia đình thì cũng mất đi hạnh phúc gia đình. Chúng ta phải biết giữ gìn tất cả bữa cơm mà chúng ta vẫn làm hàng ngày. Và đó chính là suy nghĩ và tình cảm của các thành viên chúng tôi khi gửi gắm vào mâm cơm ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu về mâm cơm của chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi đã thực hiện món cơm này với một cái chủ đề, đó là bữa cơm cuối tuần. Vì thế bữa cơm cuối tuần chúng tôi đã chuẩn bị một thực đơn tương đối là phong phú, giàu chất và đảm bảo dinh dưỡng, cũng như là phù hợp đối với cả một gia đình gồm có 6 người, 3 thế hệ và cũng kinh phí trong tầm được khoảng 500.000, đảm bảo rằng thời gian sơ chế nấu nướng ngắn gọn, đủ chất và không bị mất chất khi nấu nướng.
Và sau đây tôi xin được giới thiệu về từng món ăn trong mâm cơm gia đình chúng tôi. Thì mâm cơm của chúng tôi thì được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là món khai vị. Và món khai vị đó là món salad cà chua, dưa chuột đây. Thì cũng rất đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng tuy nhiên nó tạo ra, gợi lên cảm giác và vị giác và tạo ra những thế rất quan trọng khi chúng ta thưởng. Wow!